mà tin Phật, tâm tin Phật. Ở đây tôi không xúc phạm một người nào, miễn người nào có tu là được à. Phiên Trần tu tỉnh ít nhiều cũng nên, mà ông gọi ông nói rất là rõ ngang, tu tỉnh chứ không có nói tu mê à. Nên tôi có mấy câu: lòng qua thiết lập tạo nhẫn hiền, tam khí đạt thành tiên, tầm chủ nhân ông thôi tại tánh, biết làm biết tránh mới hòa duyên. Phật đâu lớn nhỏ đó là sân, Phật biết thương hư giả tất ân, Phật ngại nhân sanh là ái tử, như mẹ thương con mới Phật thành. Đó, Phật ái. Ừ, cô nhìn đi, nhưng bây giờ cô đang ăn cái bông sen phải không? Sen già sống cũng chung một đường, nhân sen thơm ngát mùi hương, dù là kế bùng vẫn tình thương ngọt ngào. Còn sống kia dù nở ào ào, quá thơm nhị mật không lọt đi vào người à thương. Nhưng mà cũng nấu được bữa dở ương, để đời đỡ đói trong cơn hiểm nghèo. Sải trong kỳ chiên chót, cái cô qua ơi đang lừa mót kỳ này. Làm sao tránh ăn được đông tây, mà mẹ đang sàn chiên đia chót ở đài mây rút về. Không còn buổi hội nào tựa kề, lòng đi dần không có mà lòng qua cũng không về. Mà cô qua có biết không, cô này cuộc sàn sải ở đài Tây, nào là tấm mặn tấm mẻ cũng đều rất sàn hết trơn. Gạo cội thì nứt vô dành, lùng lại cách ra mây cũng không đành rớt đầu. Kỳ này xa bỏ cho con đi trâu, của niên tân sổ rồi khiếu khâu lúc nào. Dân ơi máu nhộm chinh đi bào, nước đi Nam có Phật ai đi người là dám mà tranh. Vì trong một vùng cháo đầm, cô nhìn đi, nhưng bây giờ cô đang ăn cái bông sen phải không? Sen già sống cũng chung một đường, nhân sen thơm ngát mùi hương, dù là kế bùng vẫn tình thương ngọt ngào. Còn sống kia dù nở ào ào, quá thơm nhị mật không lọt đi vào người à thương. Nhưng mà cũng nấu được bữa dở ương, để đời đỡ đói trong cơn hiểm nghèo. Nếu sanh chung con mẹ còn lèo lái, thì kỳ quân ba mất đi mai chiến đòn.
mong rằng ngự đấng sĩ kha dò cho khúc có đằng thì ba mơ bơ vào thôi đến đây thời gian cũng đã tạm dứt lời ngọt ngào hôm nay từ đất Sài Thành về đấy trong viên ngộ gặp được cô ba cũng là phổ độ chú nhân sanh chúc câu đoạt lợi được thánh danh đảm nhận mùi đạo lý để cứu đời kỳ yên chúc cô không vì đạo tứ riêng mà tròn trong nhân cách đế quy điền bốn nhân kỳ này nhìn thấy thất sơn ngọn đi cờ đá đình ôi ba lớn quá nhiều tôi nhìn kia bốn ngọc hương thành nằm trong quốc việt sơn trung đại dĩ khắp trùng quan kỳ chó xanh chung mau hồi thiện để cho nở mực nước nhà quỳnh đáo lai thôi chúc mừng đồng đảo ngày nay làm đi tròn sứ mạng thiên đi thay ở nơi này nam đi mô Phật tổ Phật thầy tay làm chứng chiếu điều này mới nguyện ra bây giờ đã hết kỳ ba mà ngày giờ đã dứt Úc trầu xin cứu lui ra về lòng thấy rất vui vì gặp được người đi đảo ngược đi xuôi tứ miền chúc cho Ngọc Liên chèo được con thuyền liên qua hải đi hội rồi được trao đi duyên khắp Nam Hà cứu cho hết đự lưu quần dân nghiêm tho trở đi về trung mẹ là kỳ ba được đơm nhận A Di Đà Phật xin kính đứng chào nơi đây Nam Mô A Di Đà Phật cô là cô Hoa dạ cô Lý tên Lý dạ tôi là tên Lý rồi cái phần độ tôi là cô Hoa nên khép lại hai người ở đây bây giờ là Hoa Lý đúng ở đây á là nhìn cô hờ vào trong các căn các cỏ cũng gọi là đủ rồi cô có được ba phần xác này có được ba phần cũng cái trầm cái sức và một cái gọi là in tố nha là cô này được ba cái phần nhưng mà cô làm việc trong phương châm hiện bây giờ là đang trung trung và cô hiện đang mơ ước một điểm rất lớn ở trong ngôi này nếu ân trên sứ mạng thiên liêng mà cho cô thì cô sẽ được tội nguyện theo ý muốn ý nguyện của cô hiện bây giờ nếu mà tôi nhìn vào những cái lời tiết của cô thì hiện giờ cô đang ao ước một việc để cô làm tròn trách nhiệm ở cái vùng đất này hoặc cái ngôi này hoặc là vì sanh chúng vì bá gia cô sẽ được cái phần đó tới đây nha vì nếu nói cuộc đời cô thì hôm nay cô không biết là bao nhiêu tuổi nhưng mà gần 70 cô đã thọ khổ rất là nhiều và trong cơn khó khăn rất là nhiều nói về nghiệp duyên của cô là con số không là con số không là con si rô rồi như vậy thì thế này nè tôi có một cái mơ ước như vậy thấy không mơ ước của tôi thì muốn cho chúng sanh một cái cần câu chứ không có muốn cho chúng sanh một con cá giờ hôm nay lên trên mạng cộng đồng Mai Duyên là cũng được Tuấn Dũng được quay lên YouTube rồi cũng được sự anh em của tất cả các vị thiện nguyện ủng hộ một phần nào
trong cái phước mà hiện tại đang có. Và nhỏ và có một cái điều tôi ước là tôi mong rằng là ở đây có một cái mạnh thường quân, có một người giàu có ở hải ngoại hoặc trong nước là về là làm một cái chương trình là cái chỗ thu mua trái cây làm một cái nhà máy sản xuất để cho nông nghiệp, rồi cái là cây xanh, cây trồng cho chúng sanh họ mặn cho có ăn, rồi cái cảnh sống họ không có vất vả, không nghèo rồi. Không phải phải đây. Giúp cho mọi người chứ không phải tu chứ đây. Bây giờ quý vị cứ là gửi về thị nguyện, hôm nay cho quà, hôm kia cho quà, họ ăn thì được, nhưng mà muốn rằng có một cái tâm đại nguyện như vậy để mà có một cái công ăn việc làm cho chúng sanh, từ là người nào làm chủ cũng được. Tôi thì có cho tôi làm chủ tôi cũng không làm, bởi vì tôi nghĩ là sự dĩ ông tôi tu hôm nay tôi nhận lý vô thường, tôi không nhận đời tới mà tu, bởi vì chúng ta là có một cái hơi thở của trời đất, hôm nay có thở được mà biết đi gan 3 phút đồng hồ không biết còn thở hay không, nên tạo quá ông bài cuộc quẩy quanh tuổi đời đâu sống đến dư trăm di đà sáu chữ kỳ tâm niệm lục đạo luân hồi khỏi vị lâm. Còn cái hội Long Hoa có nhiều người nói lắm, dạ thưa tôi thì nói khác, Long Hoa không phải là lập ở trên trời hoặc dưới đất hay, mà con người hồi xưa Phật pháp gài then nên ít kẻ tu hành đắc đạo, nên Long Hoa tiên Phật đáo ta bà cái cảnh này trở lại, nên cái thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở chính từng ngục môn, từ các âm binh các âm hồn, từ Đinh Lê Lý Triều Nguyễn, từ anh linh chết trôi chết nổi chết chìm lập công bồi đức được trở lại có xác trần, có đầu thai, có làm người. Rồi tu hành phải mở tâm khai trí, lấy đại đạo làm là cái chuẩn tuyệt đối, bởi vì cái ông thầy ta mà tối đa của chúng ta hết là cái trí tuệ của chúng ta. Chúng ta phải biết ta là ai, biết nghe, biết nói, biết làm, và ăn, biết chia sẻ, con người biết có chỗ ngồi và biết mình phải đứng như thế nào mới vững, thì đó là đạo chánh pháp. Còn ai xưng thầy cũng được, vì chữ thầy là hòa đồng. Bởi vì bốn ức linh căn trong hai kỳ hội, trong 10 ngàn năm lẻ cửa nhà đâu con, nay nhắc lại héo dông cho trẻ, cứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ quay về trên hòa dưới thận, chớ lìa chớ phân Long Hoa hội ân cần lo lập. Tức là cái hội lập cho rồi tam thập lục nhân, lôi âm dục khởi tiếng đạn nghĩa đờn đó, thất sơn giấy lạng là cơn tẩm nghèo. Như vậy thì Long Hoa lập không phải trên trời, không phải dưới đất, mà lập một con người thành tựu trí tuệ. Bây giờ hồi trước đâu có điển, cách tôi tuổi còn nhỏ, năm tôi 20 tuổi là năm đó năm 1974 thì không có cái điển quan và không có cái phần đó. Chỉ có tôi là phần lên xuống á. Mà gia đình thì gọi là nói đúng hơn là phải nghèo về cái việc lên xuống. Thì hôm nay là được tất cả các cái phần điển giống như Úc Trầu và nhiều người khác và thế giới toàn cầu đều có, không phải mình riêng của đất nước Việt Nam, mà thế giới đều có những siêu trí tuệ trở về. Chúng ta học biết là mới một cái nhân hiền thôi, một thần nhân trở lại một thánh nhân, một tiên nhân và trở lại một vĩ nhân, đó là điều quá quan trọng chứ không dám nói là siêu nhân. Như vậy thì hội Long Hoa là nằm ở trong cái diện tích con người được cởi mở trí tuệ, được hiểu biết, và chúng ta không phải cần tu. Nếu chúng ta rảnh rang đi du lịch tắm biển đồ thôi, thay vì chúng ta đi chùa để lễ Phật, còn cái chùa lớn nhất là trên cái đầu của chúng ta, nên người tu huệ đó nghĩa là trên thế gian này dạng người hiểu biết, nhưng có người một việc chưa rồi. Như vậy thì hôm nay là Úc Chầu đến, tôi vẫn biết Úc Chầu có điển của ai và điển như thế nào. Bởi vì con người nghĩa là giống như chúng ta gắn một cái wifi trong cái điện thoại vậy đó, nhà nào có wifi tức là có Zalo, chúng ta bắt được những tần số cao hơn, tần số chúng ta muốn bắt trước là gần, sau là xa. Như vậy thì hôm nào đến chỗ nào, điển của vị nào làm việc gì, chúng ta tiếp điển. Điển là gì? Một ánh sáng đạo vàng, đó là con người được mở trí tuệ, chúng ta có chủ nhân ông, có tự tánh, chúng ta cai quản được những cái nghĩa là ngu si, cái khờ khảo của ta, cái khống cao ngã mạn, cái tự kiêu của chúng ta. Chúng ta là thầy, nên chúng ta ra xã hội độ đời chúng ta xưng thầy không tội, nhưng xưng đức thầy, đức Phật đều có tội. Vì gì ngư đắc đạo mới có chữ đức, còn chữ thầy là đồng điều, phải không? Ông quan mà ông làm đúng cũng là thầy. Như vậy thì ở bây giờ nói thật với Tín Dũng, tôi mà ở đây đó, tôi gặp nào đức thầy ông cử đa ông vua này kia nọ thì nói thật sự tôi đếm không hết trên đầu ngón tay, thì người ta đến tôi nhận tiếp vui vẻ thôi. Chuyện anh làm anh biết,
cô ba quản lý không móc on những gì, bởi vì tu theo thầy thì nói chuyện lời cho móc cho mong. Tôi bình thường hãy đem gương thiện mà soi lấy mình, mà tôi có biết tôi là ai đâu để tôi xin. Bình thường chỉ là ông trầu thôi vậy thôi, chứ biết không, tôi nghe điểm con người không xin nó mới lớn. Những lời nói nó là lớn, những lời nói chân chính là tiên là Phật, làm chặt là quỷ là ma. Bây giờ mình nói chân chính nghe, cái người đó đứa bé 5 tuổi nói chân chính vẫn là tiên Phật, cái người râu tóc bạc nói sai vẫn là quỷ là ma. Như vậy thì quỷ ma tầm quỷ ma, tiên Phật tầm tiên Phật. Ở đây tôi không xúc phạm một người nào, miễn người nào có tu là được. Phiên Trần tu tỉnh ít nhiều cũng nên, mà ông gọi ông nói rất là rõ nghe, tu tỉnh chứ không có nói tu mê à. Nên tôi có mấy câu lòng qua thiết lập tạo nhẫn hiền tam khí đạt thành tiên tầm chủ nhân ông thôi tại tánh biết làm biết tránh mới hòa duyên Phật đâu lớn nhỏ đó là sân Phật biết thương hư giả tất ân Phật ngại nhân sanh là ái tử như mẹ thương con mới Phật thành đó Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử như bà mẹ thương nghe. Con dạ phải có thời gian nào rồi có cái nhân viên sẽ đến ở đây cùng với huynh đệ viếng thăm cô nhà mình trao đổi nhà Phật pháp. Bây giờ này thì thời gian đã hết, bây giờ phải trở về Long Xuyên. Mời anh cơm. Dạ không, phải trở về Long Xuyên. Dạ, dạ, dạ. Bây giờ vừa ca tặng cho Úc Chầu cũng ca anh bản nè. Vô, chúc nè. Ca nghe, bữa nay là ca bởi vì văn pháp là để không được có tự chân lây giảng. Mà văn pháp là phải ý, lời, người nghe biết. Vợ sinh từ gia người anh bạn ghé thăm giờ sinh từ gia Úc Trụ đã ghi âm tìm nhân cách tìm đạo tâm thời gian thôi hết rồi chục người đi bình đăng ngàn đạo pháp qua duyên người đi về đến tỉnh Long Xuyên gặp văn pháp bài trì qua người sinh tình thương yêu mẹ già không tình giống như bà mẹ thương con vậy thì chúc cho ông Chầu đi về tỉnh Long Xuyên được dành sự dạ 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 cảm ơn cô ba nha dạ chào cô ba dạ kính chào tất cả quý vị nha.